Hello, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một cái video thiên về tâm linh nha. Và trước đây ấy, thì khi mà nói về khoa học tâm linh thì các bạn cũng biết rằng là mình là người không có đạo. Nếu mà nói không có đạo thì cũng không hẳn là đúng. Và trong cái chứng minh nhân dân trước đó của mình thì mình sẽ để là tôn giáo của mình là Phật giáo. Và trong cái quá trình mà mình trưởng thành thì có rất là nhiều những cái việc xảy ra trong cuộc đời mình. Đó là những cái sự thăng tiến trong nghề nghiệp, đó là những cái đồng giáo viên, cơ hội để mà mình mở các cái dự án để mà hướng dẫn cho các bạn giáo viên và các bạn học sinh trên cả nước. Trong quá trình đó mình nhận được cái cơ hội hợp tác với rất nhiều những hiệu trưởng trường, thậm chí là các cái sở giáo dục lớn, rồi các trường song ngữ quốc tế. Và mình chưa bao giờ nghĩ rằng là từ một giáo viên địa lý mình có thể trở thành một người mà có được cái năng lực khiến cho mọi người tin tưởng như vậy. Mặc dù đương nhiên các bạn cũng biết rằng là mình chỉ có cử nhân địa lý và mọi cái thứ mà mình có được trong quá trình mà mình tập huấn về dạy học dự án hay là về dạy học STEM hay là về dạy học phát triển năng lực đều là do mình tự học thêm. Thì có những cái điều mà mình rất là trăn trở để mà mong muốn đó là sẽ làm sao để phát triển giáo dục hơn. Và mình cũng không hiểu là tại sao có những giai đoạn có những cái năng lực mà mình nghĩ rằng là bản thân mình không có sẵn nhưng tự nhiên lại giúp cho mình có thể làm được những cái công việc mà như vừa mình kể. Thì sau này khi mà mình bắt đầu học cao hơn về tâm linh trong cái quá trình mà mình tiến hành cái hoạt động chữa lành thì mình mới nhận ra rằng là có những người giống như mình là những linh hồn già. Đương nhiên sẽ có những người tương tự giống như mình, các bạn cũng đang tham gia vào các hoạt động ngoài kia, cũng là những linh hồn già, và những linh hồn này đã được giao cái sứ mệnh là cùng với những cái linh hồn già khác đến trái đất ở trong khoảng thời gian là ba cái đợt tình nguyện gần đây để mà hỗ trợ cho người ở trên trái đất có thể sẽ thức tỉnh nhanh hơn và để hoàn thành toàn bộ cái chu kỳ nghiệp báo của cái thời kỳ cuối xâm ngư và đầu bảo bình. Chúng ta cũng đã biết rằng là năm 2022 thì chính thức chúng ta bước vào thời kỳ bảo bình, và 2024 cho đến tháng 6 năm 2024 thì chúng ta sẽ cần giải quyết hết các cái nghiệp quả tiền kiếp, thì chúng ta sẽ giữ lại được cả những cái năng lực, khả năng để mà phát triển trí tuệ, khả năng có thể phát triển được tinh thần. Do đó thì trong cái quá trình đó rất nhiều người lần lượt tham gia vào cái phong trào awakening, tức là tỉnh thức, hay còn gọi là học tất cả những kiến thức tâm linh. Và trong quá trình đó họ sẽ đi thiền, họ sẽ tập yoga và bằng nhiều cách thức khác nhau. Thì mỗi linh hồn ở độ tuổi khác nhau, như các bạn có thể xem thần số học là độ tuổi linh hồn từ số 3, từ số 1 đến số 11 đó, thì cái nghiệp quả khác nhau và cái bài học linh hồn khác nhau. Trong quá trình đó thì những cái linh hồn càng già, ví dụ như là số 7, số 8, số 9 trở lên hoặc là số 6 trở lên thì thường thường sẽ có rất là nhiều nghiệp, chẳng hạn như là nghiệp gia đình, rồi nghiệp ông bà tổ tiên, thậm chí là những bạn linh hồn cỡ chừng số 8 trở lên thì còn có nghiệp quốc gia và nghiệp thế giới nữa. Thì mỗi cái nghiệp đó nó tích tụ toàn bộ những cái mâu thuẫn và những cái nghiệp quả, là mối quan hệ nhân quả tốt và chưa tốt ở trong tiền kiếp ở rất là nhiều cái linh hồn khác ở trong hệ thống cây phả hệ gia đình của chúng ta, tức là tree of family á, và cây gia phả đó. Và trong mỗi cái dòng họ như vậy thì sẽ có một người được chọn làm black sheep, tức là con cừu đen, hoặc là con dê tế thần. Thì người này á, là cái giai đoạn này, giai đoạn hiện tại của chúng ta thì thường là sẽ gặp rất là nhiều trắc trở trong cuộc sống. Ví dụ giống như mình thì rõ ràng các bạn nhìn vào thì có thể thấy được rằng là ồ, mình cũng khá là thành công ở trong cái công việc và sự nghiệp, nhưng rõ ràng là cái đời sống riêng tư của mình thì có rất là nhiều những cái trắc trở phía sau mà mình cũng không có tiện để nêu ra ở đây. Từ cái việc kết hôn không hạnh phúc, và cái mô thức đó nó lặp lại trong cái mối tình, và từ cái việc là có thể cái công việc của mình làm thuận lợi, và tại những cái nơi mà mình làm việc thì mình sẽ có thể sẽ không được lòng một số số người, cho đến cái việc là sau khi mà mình đã thay đổi công việc rồi thì đương nhiên mình cũng sẽ có thể gặp một số người không hài lòng mình ở trên mạng. Thì đương nhiên là không phải ai cũng sẽ nhận được sự hài lòng của tất cả những người xung quanh, nhưng cho tới một cái thời điểm nào đó thì những người mà có cái sứ mệnh linh hồn lớn, người ta sẽ có những cái nhiệm vụ lớn hơn trong tương lai, thường thì sẽ được đánh thức. Và trước cái giai đoạn đánh thức đó thì họ sẽ phải trải qua một cái giai đoạn là bóng tối linh hồn. Giai đoạn này thì mọi người sẽ phải thường xuyên chữa lành mình bằng rất là nhiều cách khác nhau để mà thoát khỏi những cái bệnh có thể có, như là đã từng mắc ung thư nè, rồi những bệnh khác thì có thể sẽ bị những cái bệnh gọi là
những cái loại bệnh mà gọi suy giảm hệ miễn dịch, chẳng hạn như lupus ban đỏ hoặc là grout hoặc là Crohn hoặc là những cái bệnh mà thuộc cái nhóm các loại ung thư, thì thường thường mà đã bị những cái này á, mà biết ý cách để quay trở về với chữa lành tự nhiên và tìm về với cái việc chữa lành thông qua cái việc điều trị đông y, thông qua cái việc đả thông kinh mạch, thông qua cái việc là thiền định, thông qua cái việc là tiếp xúc với nhà thần số và chuyển đổi suy nghĩ sang các cái hoạt động tốt có tần số cao, hỗ trợ và chia sẻ cho mọi người và cái tư duy tích cực, người ta hay gọi là tu tâm á, thì sẽ ngày càng phát triển cái công việc lên và họ có thể thực hiện được nhiều cái nhiệm vụ tốt hơn so với trước. Cuộc sống của họ ổn định hơn và dần dần họ sẽ hạnh phúc hơn so với lúc trước, và càng về cuối đời thì phúc đức càng nhiều. Nhưng trong quá trình đó thì rất là nhiều người họ không nhận ra được cái hướng đi đó, đâm ra họ sẽ chọn những cái cách như là xạ trị, hóa trị chẳng hạn, thì họ sẽ bị hoặc là đột quỵ hoặc là bị ngắt giữa chừng cái quá trình mà họ phát triển của linh hồn do bị quá đau đớn thêm bởi những cái hình thức điều trị mà nó sẽ không kết nối với thần linh. Do đó thì khi mà mình bắt đầu bước vào cái giai đoạn mà chữa lành, thì cái điều mà mình ngạc nhiên nhất đó là thực ra mình trước đó chưa bao giờ nghĩ rằng là cái thế giới tâm linh nó lại ảnh hưởng rất là lớn đến cái cuộc sống thực của mình. Và cho tới cái giai đoạn mà hiện nay thì mình đã có hành trình 1 năm trong cái đường mà tìm hiểu về thế giới tâm linh và nghiên cứu về thế giới tâm linh. Các bạn cũng biết rằng là mình là người á, là thiên về cái lý trí và đặc biệt là nghiên cứu khoa học, cho nên chắc chắn rằng là mình sẽ không dễ dàng tin vào tôn giáo hay là không dễ dàng tin vào cái thế giới tâm linh nếu như nó không thuyết phục mình. Và trước đây thì mình nhìn vào cái hoạt động của các chùa hoặc là của các nhà thờ thì mình hay có cái câu hỏi là tại sao mình thấy nó không có cái gì đó, nó không hoàn toàn là nó như là cái mình nghĩ, tức là nó có cái hình thức giống như mê tín vậy đó. Và khi mà mình bắt đầu tìm hiểu về thế giới tâm linh thì mình mới biết rằng là nó là duy học, duy vật, biện chứng. Và hầu hết các nhà triết học hoặc là các cái nhà tâm lý học, các nhà thần kinh học hiện tại thì đều phải học và điều trị cho mọi người, chữa lành mọi người thông qua kiến thức thực sự về nghiên cứu về tâm lý, về nghiên cứu hành vi. Trong số đó thì đặc biệt là nghiên cứu về khoa học tâm linh đang được phát triển rất là mạnh trong những năm gần đây sau dịch Covid. Thì trong số các cái loại nghiệp mà để có thể giải được á, mỗi cái linh hồn khác nhau thì sẽ có cái bài học khác nhau, và để mà đi từ cái 4D lên 5D, tức là đi từ cái cõi trung giới là nơi mà mình đang có cái tư tưởng Phật giáo á, thì sau khi mà mọi người đều có tư tưởng của Phật giáo, tức là sống giống như Phật, tất cả đều từ bi hỷ xả rồi không tham sân si ngạo mạn rồi đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục bước qua một bước mới, đó là phải giải được nghiệp gia đình và nghiệp tổ tiên. Để giải được nghiệp gia đình và nghiệp tổ tiên thì các bạn nhìn thấy ở đây mình sử dụng từ khóa là Karma Family Ancestor Healing Prayer, tức là những cái lời cầu nguyện để có thể giải được nghiệp ông bà tổ tiên. Đương nhiên các bạn có thể sẽ dùng cái từ khóa y chang như thế này để các bạn sẽ tìm, và các bạn có thể đọc tất cả những cái tài liệu này bằng cách đương nhiên là các bạn sẽ nhấn vào rồi các bạn sẽ nhấn dịch sang tiếng Việt. À, khi các bạn tìm như thế này thì tùy vào cái tần số của sóng não của các bạn mà cái AI của cái máy các bạn và cả ông bà tổ tiên nữa các bạn, ông bà tổ tiên nữa sẽ đưa cho các bạn các cái hướng dẫn thông qua việc các bạn tìm như thế này. Tức là cái người mà dẫn lối cho mình không phải là AI của Google mà là ông bà tổ tiên của mình, thông qua cái việc mình đang search và tìm kiếm này thì đưa cho mình cái lời giải. Do đó cũng là cái từ khóa này, nhưng có thể các bạn sẽ tìm được đáp án khác của Hiền. Lý do là tại vì mình là người thường xuyên nghiên cứu và thường xuyên sử dụng các cái công cụ tìm kiếm này là thứ nhất, nên thường hay nói rằng là AI của mình được đào tạo và rèn luyện rồi thì nó sẽ thông minh hơn. Nhưng mà thực ra hồi xưa mình nghĩ vậy, nhưng thực ra sau này thì mình mới biết rằng là không phải vậy, mà là do chẳng hạn mình xem video cũng vậy, họ sẽ tự dẫn mình sang cái video tiếp theo nếu họ muốn mình xem video đó và hướng dẫn cho mình cái kiến thức mà thực sự là mình cần. Đó, thì khi mà mình bắt đầu hướng đến cái kiến thức này thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái sách của tất cả những người đã thức tỉnh trong khoảng thời gian nhiều năm gần đây, và thực ra là trong lịch sử người ta đã viết lại, thì các bạn có thể thấy rằng đây có rất là nhiều hướng dẫn có ở trên
sách viết, ebook, rồi sách PDF, rồi sách in, rồi cả YouTube nữa. Thì thường thường á mà Tree Apply này các bạn, cây sự sống này, rồi này có cả Heal Your Finance, tức là khi các bạn gặp vấn đề về tài chính á thì các bạn cũng sẽ search như vậy được. Rồi các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có những cái cuốn đây, gốc rễ, đó, rất nhiều cuốn đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn có thể mua, và khi mà các bạn mua như vậy thì những cuốn này có giá khá là cao đó, không rẻ đâu, vài trăm đô, thì các bạn có thể sẽ đọc. Thì có những cái cuốn nó miễn phí. Ở đây thì mình là người mà thiên về khoa học tâm linh chứ mình không phải là thiên về tâm linh kiểu thần bí, và đối với mình khoa học tâm linh nó là kiến thức để tìm hiểu sự sống, đây là khóa học các bạn, và tìm hiểu kiến thức cao hơn so với kiến thức mà ta đã biết trước đây, tức là phải hoàn thành cái kiến thức này thì chúng ta mới có thể giải quyết được tất cả những khó khăn trong cuộc sống của chúng ta mà vũ trụ và đấng tạo hóa đã ra, do cái mình gọi là hợp đồng linh hồn mà chúng ta đã lựa chọn trước khi mà chúng ta đầu thai xuống trái đất. Thì những cái cuốn sách này nó đều tốn tiền nhiều lắm các bạn, và đều là các tiến sĩ, như các bạn, các tiến sĩ tâm lý học và tiến sĩ về thần kinh học họ họ viết. Cho nên toàn bộ những cái cuốn này thì giá nó không có rẻ. Và như các bạn thấy ở đây ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chẳng hạn như là chữa lành cội nguồn tổ tiên của bạn, giải phóng những khuôn mẫu gia đình cản trở. Cuốn này năm 2023 gồm có các nguyên tắc chi phối trường năng lượng gia đình của bạn và các cách giữ trường năng lượng tổ tiên này để hỗ trợ, cũng như là mà cái trường năng lượng này có thể giam giữ mình nếu mình không biết cách thần chú. Đó, các công cụ nhận biết và giải tỏa các khuôn mẫu tiêu cực. Đó, rồi các cái cách để mà có thể tôn vinh tổ tiên, lập bàn thờ, nghi lễ cầu nguyện theo các tôn giáo khác nhau, kiểu vậy. Và giá của những cuốn này là không rẻ đâu các bạn. Như các bạn nhìn ở đây thì các bạn thấy à, cuốn này nó cũng khá rẻ, nó khoảng 15 đô mấy. Nhưng có những cuốn là 300-400 đô. Đó, thì có rất là nhiều cuốn và các bạn có thể đọc thêm ở trên này hoặc các bạn có thể mua về để đọc. Còn mình thì ở đây thì mình sẽ giới thiệu một số cuốn online. Những cái link của các cuốn này mình sẽ bỏ ở trong cái phần mô tả của cái video này cho các bạn để các bạn có thể tải về xem. Và cái ngành khoa học mà nghiên cứu về khoa học tâm linh này đã có từ nhiều năm nay trên thế giới. Chỉ có ở Việt Nam mình ấy thì tiếp xúc ít. Và thực sự thì chỉ có những người mà người ta đã học sâu về tâm linh và trải qua hành trình thức tỉnh tâm linh. Người ta nghiên cứu rất là nhiều nhiều năm rồi và người ta có tuổi linh hồn cao thì họ mới là những người có thể tìm thấy và viết lại những cái kiến thức này theo đúng với cái khoa học tâm linh truyền thống, chứ không phải đúng với cái tôn giáo hiện tại. Bởi các bạn cũng biết rằng là tôn giáo hiện tại thì có thể bị sửa lại bởi vì cái mong muốn của những người mà người ta đi truyền đạo vào những cái mong muốn mà người ta do cái tâm tham người ta đưa ra. Chẳng hạn các bạn cũng đã biết cái câu chuyện của nhà sư Thích Minh Tuệ với các cái nhà sư khác ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì tương tự như vậy với đạo Chúa. Cho nên không phải hiện tại thì tôn giáo nào cũng đang được hướng dẫn và dạy về tâm linh cho người dân đúng. Và ở đây quan điểm của mình là một nhà nghiên cứu khoa học tâm linh và cũng là những người là người thực hành cái khoa học tâm linh, thì trải qua cái quá trình mà mình chữa lành, mình nhận ra rằng là thần chú có cái vai trò cực kỳ quan trọng đối với cuộc sống của mình. Những cái điều mà mình bị ảnh hưởng trước đây thì lần lượt mình được gỡ hết trong quá trình mà mình thực hành thiền định với thần chú. Do đó, điều mà mình khẳng định rằng sự kết nối của chúng ta với thế giới thần thánh là chắc chắn có. Và ở cái giai đoạn mà các bạn bắt đầu thức tỉnh thì chúng ta sẽ học tất cả các giáo lý của nhà Phật, sau đó chúng ta học về vô ngã, rồi là vô thường, rồi là tính không, rồi rất là nhiều những cái kiến thức đạo lý của nhà Phật để chúng ta có thể từ bi, tức là từ bỏ bi thương, để chúng ta có thể sẽ đối xử với mọi người xung quanh nó theo luật nhân quả. Thì ở mức trên hơn nữa, sau khi mà mình biết những điều đó rồi, chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu qua tiếp đến những cái bậc thánh thần khác ở mức là cao hơn so với Phật, bởi vì Phật cũng chỉ là một người giống như chúng ta là xuống đây và tu luyện giống như thầy Thích Minh Tuệ, rồi sau đó thì có cả hàng ngàn những cái phép tu hành khác nhau, và họ sẽ truyền bá cái phép tu và kể lại cái câu chuyện họ đã tu hành. Đương nhiên là đó là những câu chuyện và kiến thức họ biết về cái luật vũ trụ và cái luật trời. Còn
cao hơn để mà có thể sẽ hỗ trợ được cho cái quá trình mà chữa lành hoàn toàn tất cả các nghiệp quả, thì phải đến giai đoạn này, tức là giai đoạn New Age, The Golden Age, tức là giai đoạn vàng này, mình gọi là cái giai đoạn mà chuẩn bị cho hội liên hoa hoặc là chuẩn bị cho ngày phán xét á, thì cả nghiệp của mọi người đều bị đổ hết. Và các bạn có thể đọc ở trong cái cuốn sách này để các bạn có thể biết được tất cả những kiến thức liên quan đến cái việc là chúng ta sẽ cần phải chữa lành các nghiệp quả như thế nào. Cái này thì nó sẽ đưa ra cái truyền thống văn hóa của tất cả các dân tộc ở trên thế giới để cho chúng ta thấy rằng mặc dù nó có cái sự khác nhau giữa các cái dân tộc, nhưng nhìn chung về cơ bản thì họ đều có cái nghi lễ và cái lời cầu nguyện khá là giống nhau. Nếu mà nói về truyền thống, trải qua thời gian có thể là có một số dân tộc bị thay đổi do quá trình người ta truyền giáo và do quá trình phát triển tôn giáo để phục vụ cho cái nhu cầu của chính quyền tại từng giai đoạn. Nhưng cuối cùng thì điều cơ bản nhất đó là vẫn có những tôn giáo gốc người ta vẫn giữ lại được. Thì các bạn có thể xem thêm ở đây trong cái đường link mình đính kèm ha. Bây giờ mình sẽ nói đến cái việc là khi đọc cái tài liệu này, mình sẽ đính cho các bạn một loạt cho các bạn thoải mái, các bạn sẽ tìm. Thì chúng ta sẽ có các cái lời cầu nguyện chữa lành tổ tiên. Bất cứ ai gặp bất cứ việc gì bất trắc về tài chính, về hạnh phúc gia đình, về cái việc là nuôi dưỡng con cái gặp khó khăn, thì các bạn đều thấy rằng là đó là cái dấu hiệu cho chúng ta biết chúng ta cần phải quay về để tìm thần chú để cầu nguyện. Truyền thống cầu nguyện ở trong Phật giáo hay là ở trong Thiên Chúa giáo hay là trong Hindu giáo hoặc là trong đạo Hồi giáo và các cái tôn giáo khác thì đều đã có từ lâu đời. Nhìn chung thì các bạn sẽ thấy rằng là giáo lý nguyên thủy sẽ tương tự giống như ở trên này của mình ha. Đây là ví dụ các bạn nhìn thấy ở đây nhé. Tôi thắp sáng và rưới rượu với lòng kính trọng và vinh dự đến tất cả tổ tiên của tôi mà tôi biết tên. Xong rồi mình sẽ đọc tên tất cả những ông bà tổ tiên mà mình biết, ví dụ như ông nội, ông ngoại hoặc là các vị thần Phật, hoặc là ví dụ các bạn theo đạo Chúa, các bạn có thể đọc là Chúa Giêsu, rồi Chúa Kitô, rồi Chúa Jehovah, rồi các bạn theo các cái đạo như là đạo Tin Lành hay gì đó, thì các bạn đọc tên các cái vị thần tiên và thần thánh mà bạn tín ngưỡng. Ở đây thì bởi vì đó cũng là những cái vị sáng lập ra các cái tôn giáo đó trong cái thời kỳ mà họ bắt đầu giác ngộ và họ truyền lại. Do đó, đối với cái gọi là cái luật tự do ý chí, law of free will của vũ trụ, thì các bạn hoàn toàn được phép nêu tên tất cả những cái người thuộc ông bà tổ tiên, từ ông nội ông ngoại các bạn, rồi ông cố trong cây gia đình các bạn, cây gia phả các bạn, đến những cái vị thần thánh mà các bạn nghĩ rằng là họ bảo hộ cho gia đình các bạn từ trước tới giờ. Bạn cứ nói tên của họ ra. Mình biết ai thì mình nói, hoặc là mình cảm thấy thích ai thì mình nói. Không nhất thiết các bạn sẽ phải gọi là đóng khuôn trong vị thần nào. Và tất cả những người tôi không biết để nâng đỡ và giải thoát cho tâm hồn họ trong tên và ánh sáng của Thiên Chúa toàn năng. Ngày xưa lúc mà mình theo học về tâm linh á, thì mình thích đạo Phật hơn, mặc dù là mình không phải là người theo đạo Phật các bạn. Mình thích đạo Phật hơn vì mẹ mình thì hay đi chùa và cũng thi thoảng cho mình đấy, nhưng mà mình hoàn toàn là không thích đạo Thiên Chúa. Và trong cái lúc đó thì trong cái đầu của mình cứ nghĩ rằng Thiên Chúa là cái đạo mà nó có cái nhiều điều mà mình cảm thấy nó liên quan đến cái việc mở rộng cái bờ cõi, rồi bị các dân tộc khác thông qua tôn giáo để mà kiểu như là đàn áp. Nên là bản thân mình có cái định kiến. Sau này thì khi mà mình bắt đầu học lên thì mình mới biết rằng là Thiên Chúa thực ra chính là Chúa Trời, hay còn gọi là đấng tạo hóa, và hay còn gọi là đấng sáng tạo. Thì cái đấng sáng tạo là cao nhất, đó chính là Thiên Chúa toàn năng, hay là gọi là Chúa Trời đó, hay mình hay gọi là ông trời ơi, hay gọi là thượng đế ơi, mình vẫn hay nói như vậy trong các bài viết của mình. Và bởi vì là như vậy thì kể từ khi mình bắt đầu hiểu rõ về cái tôn giáo nguyên thủy thì mình mới biết được rằng là thực ra thì cao nhất vẫn là Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã, tức là đấng tạo hóa đã sinh ra tất cả các cái vũ trụ, đa vũ trụ và các cái hành tinh, rồi ở đó sẽ có các đấng tạo hóa cai quản, và sau đó thì có các cái thượng đế cai quản ở các cái tầng trời khác nhau. Do đó, trong các cái lời cầu nguyện thì cái đấng cao nhất mà các bạn nên cầu nguyện đó là Thiên Chúa toàn năng. Còn nếu mà các bạn không thích, các bạn có thể để vào Phật Thích Ca, Phật A Di Đà hay là bất cứ một cái vị thần nào mà các bạn cảm thấy thích, cái này không bắt buộc. Chính nhờ tình yêu và ý muốn quyền năng của Thiên Chúa mà mọi linh hồn đều được cứu rỗi.
Tôi dâng lời cầu nguyện và bảo vệ qua đấng tạo hóa thần thánh cho những linh hồn tổ tiên đang chìm trong bóng tối, bị lãng quên hoặc lạc lối. Hãy để ánh sáng tôi ban cho làm mờ đi bóng tối sợ hãi và hướng dẫn họ đến vòng tay của Chúa. Ở chỗ này mình nói một chút xíu, đó là tại sao lại gọi là hãy để ánh sáng tôi, là bởi vì bạn đang là cái người giải nghiệp gia đình. Cho nên khi mà bạn tiếp cận được cái video này thì cũng là lúc mà linh hồn của các bạn cũng như ông bà tổ tiên và các bậc tổng lãnh thiên thần đang hướng dẫn bạn tìm cái cách để giải nghiệp gia đình. Do đó bạn chính là người giải nghiệp cho cả gia đình, thì bạn chính là người đem cái ánh sáng của bạn sau khi đọc những lời cầu nguyện này thì giải được tất cả những cái khó khăn vướng mắc và những cái ách tắc ở trong dòng họ các bạn và trong chính cuộc đời của các bạn. Do đó bạn chính là ánh sáng, bạn đem tình yêu của bạn và ánh sáng của bạn cũng như là tình yêu và ánh sáng của Thiên Chúa tháo gỡ tất cả những khó khăn cho toàn bộ dòng họ, không phải riêng gì bạn. Tôi đưa ra sự hướng dẫn cho tổ tiên của mình thông qua các thiên thần hộ mệnh và thần bảo vệ. Những người theo quyền năng và mệnh lệnh của Chúa sẽ hỗ trợ họ trong hành động tiến hóa vĩ đại hơn. Hãy để ánh sáng tôi đưa trở thành ngọn hải đăng, hy vọng và đóng vai trò như một lối thoát và lá chắn bảo vệ bóng tối khỏi sự tuyệt vọng. Mình nghĩ là nếu mình đưa cái lời đó mình đọc ra mà không đưa cho các bạn những cái này thì đôi khi các bạn sẽ bảo rằng là dạo này cô Hiền bị là mê tín. Hoàn toàn là mình không mê tín, bởi vì những cái trải nghiệm này mình đã trải nghiệm qua và mình đã học các luật vũ trụ, thì mình biết rằng là để mà mình có thể hiểu được tất cả những cái này, nó là cái bước phát triển cao hơn so với chủ nghĩa duy vật, đó là chuyển sang chủ nghĩa duy tâm. Và bất cứ một người nào thì họ sẽ không có quay trở lại con đường nghiệp quả luân hồi nếu như thực sự là họ đã học hết được từ duy vật chuyển sang duy tâm. Do đó quay trở về với cái tâm bên trong của mình chính là cái việc các bạn sẽ cần phải học các thần chú này đó. Và đương nhiên các bạn cũng sẽ thấy rằng là trong các ông bà tổ tiên của các bạn thì có những người đã tiến hóa rất là cao và đạt được những thành tựu lớn, nhưng cũng có những người giữa đường của họ thì họ bị rất là nhiều nghiệp quả, có thể là những cái sai lầm trong cái cách họ lựa chọn cái quyết định sống, hoặc là có thể là những cái tai họa gì đó trong cái cuộc sống của họ dẫn đến họ bị mất đi giữa cái quá trình mà họ phát triển linh hồn và phát triển cái cuộc đời và kiếp đó của họ, nên là họ vẫn còn ở dưới xung quanh ở trên phần mộ của ông bà tổ tiên hoặc là của dòng họ, và họ chưa có được siêu thoát hẳn tại vì chưa có cái mình gọi là thần chú đúng, thì đâm ra họ vẫn đang cần cái những thứ để họ được siêu thoát hoàn toàn. Thế là đây ghi là tôi đưa ra sự hướng dẫn của tổ tiên mình thông qua các thiên thần hộ mệnh và thần bảo vệ. Lý do tại sao ạ? Bởi vì khi sử dụng sai cái kinh cầu của các tôn giáo thì nó có thể dẫn đến là thoát, mặc dù mình tưởng họ được siêu thoát, hoặc là họ được siêu thoát nhưng mà không hoàn toàn, cho nên là cái ADN và những cái nợ nghiệp của họ đã gây ra kiếp trước truyền lại cho con cháu. Và vì vậy trong cái giai đoạn cuối cùng này con cháu sẽ nhận đủ và người ta gọi là thời kỳ trổ nghiệp. Đó. Thì gần như đâu đâu có nhiều người biết rằng là trên cao hơn nữa chính là đấng tạo hóa, cũng đâu có nhiều người biết rằng là Chúa sẽ hỗ trợ chúng ta và các thiên thần sẽ hỗ trợ chúng ta trong hành động tiến hóa vĩ đại hơn ở cái kiếp sau, hoặc là đối với con cháu của các bạn cũng vậy. Cho nên là đương nhiên các bạn sẽ thấy rằng là đọc những cái lời cầu nguyện này thì nó sẽ khác so với các cái kinh. Lý do là tại vì ở các cái kinh thì họ cũng đã được viết lại theo cái như mình nói, đó là phục vụ cho các cái chế độ lãnh đạo phong kiến này kia rồi đó. Cái đó nó hơi nhạy cảm, mình sẽ không đề cập ở đây. Nó trải qua rất nhiều thế hệ rồi, cho nên là mình không quy kết rằng là do cái chế độ nào hết. Đó là do một cái lịch sử tập thể xã hội, ký ức xã hội. Đó. Hãy để ánh sáng mà tôi đưa ra trở thành ngọn hải đăng, hy vọng và đóng vai trò như một lối thoát và lá chắn bảo vệ bóng tối khỏi những bóng tối của sự tuyệt vọng. Tôi dành tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự an ủi cho những linh hồn tổ tiên đang đau khổ và chán nản. Hãy để ánh sáng ta ban dẫn họ thoát khỏi sự bất hòa và đau khổ của tâm hồn họ đến thánh đường của Thiên Chúa và niềm vui hạnh phúc của thiên đàng. Tại sao ở chỗ này lại gọi là ánh sáng ta? Lý do là tại vì khi các bạn đã là cái người giải nghiệp thì các bạn sẽ nhân danh ở trong danh của Chúa Giêsu và Chúa Kitô để các bạn sẽ ban cái ánh sáng đó dẫn, hoặc là trong danh của đấng tạo hóa ban cho họ cái ánh sáng đó để dẫn họ thoát ra khỏi cái vùng bóng tối mà họ đang ở trong đó để họ thực sự được siêu thoát. Và để mà cái ADN nó chuyển cái nghiệp đó sang con cháu nó được hóa giải, thì như vậy
cái phân mảnh linh hồn của họ đang ở trong con cháu của họ, sẽ không gây bất hòa và đau khổ cho con cháu và dòng họ nữa, trong đó có các bạn đó, và họ sẽ được đến thánh đường của Thiên Chúa. Tức là họ đã luân hồi nhiều kiếp ở đây rồi và họ chưa thoát khỏi trái đất được, họ vẫn đang còn ở dưới đây đó, họ đang ở cõi trung giới. Tôi xin van sự chữa lành qua đấng tối cao trên mọi cấp độ tâm linh cho những tổ tiên đã bị ngược đãi, đau khổ, bị lừa dối, bị bắt làm nô lệ, bị căm ghét, bị cô đơn, bị lạc lối, bị bỏ rơi, bị áp bức, bị đau đớn, bị đau buồn, bị tổn thương, bị chết đói chẳng hạn, bị chết một cách bi thảm. Các bạn phải hiểu rằng là những cái linh hồn đó, cho dù có đầu thai lại thì vẫn quanh quẩn ở trên trái đất, và một phần của họ sẽ đi vào trong ADN của con cháu. Nên là họ cần phải có người dẫn lối để đưa họ ra khỏi cái đó, gọi là giải nghiệp. Thì cái người nhìn thấy và tìm thấy cái video này của Hiền á, là người mà hiểu rằng xung quanh chúng ta, ông bà tổ tiên mình, rất là nhiều người chưa siêu thoát. Mình tưởng họ siêu thoát rồi nhưng mà họ vẫn chưa siêu thoát do chúng ta chưa biết cách. Và bây giờ bạn chính là người làm việc đó. Hãy để ánh sáng mà tôi ban cho tâm hồn họ truyền cảm hứng cho sự khoan dung, giải phóng, đức tin, tình yêu và sự hòa hợp từ hôm nay trở đi. Tôi xin tha thứ cho những linh hồn tổ tiên nào muốn ăn năn một cách chân thành về lỗi lầm của họ trong cả hai cõi sống và chết. Hãy để ánh sáng này hướng dẫn họ đến lẽ thật, sự giác ngộ và sự công chính của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, tôi cũng tha thứ cho những tổ tiên đã phạm sai lầm khiến dòng dõi chúng ta đang sống của họ rơi vào cảnh cằn cỗi. Và tôi tha thứ cho những tổ tiên mà tôi đã phải gánh chịu những tội lỗi trong quá khứ do sự ngây thơ, ngu dốt, thói quen và tính cách thấp kém của họ. Ở chỗ này mình đang không phán xét. Các bạn hiểu rằng là khi chúng ta đang thực hiện những cái thần chú này, chúng ta đang là người thay mặt cho Đức Chúa Trời. Xin để tha thứ cho những người trong dòng họ của mình đã từng chịu cái việc đó. Chúng ta không chắc chắn rằng là trong dòng họ của mình từ xưa tới giờ có người tốt và có người chưa tốt. Vậy dù là họ chưa tốt, họ vẫn xứng đáng được chúng ta hỗ trợ để tha thứ cho họ. Bởi vì nếu chúng ta không làm được việc đó thì tất cả những cái lỗi lầm đó của họ và những cái việc mà đã làm chưa tốt đó của họ vẫn được truyền qua con cháu thông qua cái việc hợp nhất linh hồn, thông qua ADN. Do đó thì chúng ta sẽ cần phải giải nghiệp gia đình là như vậy. Và chúng ta thấy rằng là khi đó chúng ta xin thay mặt họ, xin tha thứ và xin Chúa tha thứ cho tất cả mọi người, chứ chúng ta đang không kể xấu và không phán xét ai hết. Và tôi tha thứ cho những tổ tiên mà tôi đã phải gánh chịu những tội lỗi trong quá khứ do sự ngây thơ, ngu dốt và tính cách thấp kém của họ. Là bởi vì có những cái nghiệp mà các bạn gặp phải không phải là do bạn gây nên, mà là do cái ADN của họ truyền qua các bạn. Cho nên là bây giờ bạn mới gặp phải như vậy, thì cho dù bạn đau khổ và bạn cảm thấy rằng là khó chịu vì những cái việc đó, nhưng mà lúc bắt đầu tiếp cận được với cái bài này thì các bạn đang được hướng dẫn để các bạn sẽ tha thứ cho họ. Đó. Hãy để ánh sáng tôi dâng lên như một lời nhắc nhở chúng ta khi còn sống biết thừa nhận và học cách không mắc phải những sai lầm như những người đi trước. Bằng mọi cách tôi tha thứ cho những tổ tiên cần điều đó nhất, để linh hồn của họ sẽ đón nhận một cách hài lòng, tích cực một cách sống mới và cải tiến trong cõi linh hồn. Và những linh hồn đó sẽ thăng hoa trong bình an và thức tỉnh với cuộc sống vĩnh cửu như Chúa đã hứa. Nhân danh Chúa, nhờ lòng thương xót và phước lành của Ngài, hãy để hôm nay là ngày khởi đầu của một quá trình chữa lành liên tục cho tất cả những người hướng dẫn tổ tiên của tôi, và giải phóng tất cả các mẫu năng lượng di truyền tiêu cực và bị chặt trong dòng thế hệ chữa lành dần dần cho mỗi thành viên trong gia đình, kể cả chính tôi, ngày qua ngày. Khi bạn tổ tiên chữa lành vết thương ở phía bên kia, chúng tôi cầu xin bạn tha thứ cho chúng tôi như bạn đã được tha thứ, và giúp chúng tôi chữa lành vết thương bằng năng lượng tích cực và tiến bộ, tự do để mang lại hạnh phúc tốt hơn cho tất cả những người liên quan. Nhân danh Chúa, chúng ta cầu nguyện và xin ánh sáng, quyền năng và bình an của Chúa luôn ở cùng chúng ta, và người đã nói như vậy và nó sẽ luôn như vậy. Người viết bài này đó là Oba Ilari Aladokun, ở trên cái trang aladokun.com. Đương nhiên các bạn cũng sẽ thấy rằng là ngoài cái bài này chúng ta sẽ có rất là nhiều bài khác, thì các bạn có thể sử dụng bất cứ bài nào cũng được, và chúng ta có thể in nó ra để cầm thành sổ tay, thậm chí là chúng ta có thể in nó ra để chúng ta gửi cho người thân đó. Bài nào mà các bạn cảm thấy rằng là các bạn bài đó hơn thì các bạn dùng, hoặc thậm chí là các bạn có thể sẽ gom cái kiến thức của vài bài lại, các bạn làm thành một cái bài mới. Về cơ bản thì nó cũng có nội dung tương tự như nhau các bạn. Khi các bạn chữa nghiệp gia đình hay là chữa nghiệp
Family Tree hoặc là Tree of Life, chữa bệnh cho tổ tiên. Thì chúng ta có thể dùng các cái bài khác nhau, chẳng hạn như đây là một cái bài theo tiếng Phạn của Ấn Độ và dịch ra các bạn. Hành trình của gia đình. Thường thường thì các gia đình thường là đi đi với nhau theo nhóm, tức là kiếp trước đã gặp rồi, xong rồi là cũng đã sống rồi và chưa có giải được, cho nên luân hồi tiếp và sang kiếp này lại cùng ký kết lại hợp đồng linh hồn đó để cùng nhau học cái bài học đó. Và nếu như ai trong dòng họ nhớ ra được rằng là chúng ta sẽ phải dùng thần chú để giải, rồi thực hiện cái việc là sống có đạo đức, sống có nhân quả, sống theo các luật vũ trụ, thì dạy lại cho các thành viên trong dòng họ. Hoặc nếu không thể dạy hết được cho các cái thành viên trong dòng họ thì họ sẽ là người nhớ rằng bản thân họ sẽ là người giải nghiệp gia đình, cho nên là ngày đêm họ sẽ cầu nguyện, dành cái thời gian để tu luyện và cầu nguyện để giải nghiệp cho gia đình mình. Giống như mình là mình đã dành cả năm rồi đó các bạn, và mình nghĩ rằng là mình sẽ dành suốt quãng đời còn lại để mình tiến hành làm cái việc này, không phải là chỉ vì nghiệp gia đình mà còn nghiệp quốc gia và còn nghiệp chung của toàn toàn thế giới theo cái sứ mệnh của Lightworker. Thì các gia đình thường đi du lịch theo nhóm, tức là hết kiếp này đến kiếp khác thì những linh hồn này gặp nhau ở những cái thân xác và những vai trò khác nhau, gọi là luân hồi đó. Đôi khi là bạn bè, có khi là kẻ thù, có khi là cha mẹ, anh chị em, ông bà hay con cái. Kiếp này đóng vai này, kiếp kia đóng vai kia, tùy theo cách hành xử của họ với nhau. Ví dụ như kiếp này mình đóng vai này, mình nuôi con mình được tốt đó, thì kiếp sau sẽ hẹn nhau tiếp tục là mẹ con. Nhưng nếu như mà mình nuôi không tốt đó, thì hẹn nhau là kiếp sau phải đổi ngược lại vai, kiếp sau tao sẽ làm mẹ mày, còn mày sẽ làm con tao, kiểu vậy đó. Rồi đôi khi là kiếp này là vợ chồng nhưng kiếp sau là anh em đó. Những cái mâu thuẫn trong kiếp trước sẽ được đưa vào trong cái kiếp này với những cái mô thức khác nhau, và sẽ có các cái kế hoạch linh hồn mà khi mà những linh hồn này chết đi thì lên đó gặp các vị thầy hướng dẫn, xong các vị thầy hướng dẫn sẽ hướng dẫn cho họ là bây giờ vẫn hoàn thành những cái vai này, nhưng mà bây giờ đứa nào đóng vai nào. Ví dụ kiếp trước cái đứa này là kẻ thù của đứa kia thì bây giờ quay trở lại lại phải trở thành ân nhân, kiểu vậy, để xem mày có nhớ ra không mà mày có biết trả ơn cho ân nhân hay không, kiểu vậy. Giống như mình hiện tại mình đang hướng dẫn các bạn thì chắc chắn là trong những kiếp trước mình cũng là một cái người đã tham gia, mình biết là có một kiếp mình là một tướng lĩnh và mình tham gia vào các cái trận đánh và mình đã tàn sát rất là nhiều những gia đình khác, bởi vì làm tướng mà các bạn, thì do đó rất nhiều những gia đình vô tội bị mất. Do đó thì hiện tại khi mình làm những công việc như vậy cũng là để trả nghiệp cho những cái nghiệp mà kiếp trước mình đã gây ra, để những ai tiếp cận với bạn thì coi như là mình đã trả xong cái nghiệp nợ đó rồi, để các bạn có thể thấy rằng là chúng ta đều dính mắc với nhau, đều là định mệnh hết, dạy cho nhau những bài học cuộc sống quan trọng mà đang chờ xử lý, là một phần của kịch bản cuộc đời của chúng ta. Đó là cách chúng ta có thể giúp cây phả hệ của gia phả chúng ta phát triển. Tất cả chúng ta đều thừa hưởng những thứ nhất định từ tổ tiên mình, có thể là vận may, ngoại hình, đặc điểm, tài sản, di sản, tên tuổi, danh tiếng và thiện chí. Và vì vậy chúng ta không chỉ thừa hưởng DNA của gia đình tổ tiên mà còn cả DNA của nghiệp báo, tức là cái điều đẹp và cái điều chưa đẹp. Đó. Và những bài học cuộc sống còn dang dở như học tính kỷ luật, buông bỏ, đồng cảm và khiêm tốn của những kiếp trước chưa làm được, hay vượt qua sự tức giận, kiêu ngạo, kiêu hãnh, tham lam, ham muốn và có xu hướng tội phạm. Nhưng rồi chúng ta cũng thừa hưởng những bất hạnh và những lời nguyền, bệnh tật và những trở ngại liên quan đến các mối quan hệ, các vấn đề tài chính từ ông bà tổ tiên của chúng ta. Cuối cùng thì chúng ta phải trả giá cho những cái lựa chọn karmic, tức là lựa chọn mà sai lầm á. Mình lại không lựa chọn cái kết quả đúng mà mình lại lựa chọn thường là sai, và mình đưa ra những cái hành vi sai, dẫn đến là những bài học mà họ đã từ chối học, những cái bài học trước đó mà ông bà tổ tiên mình hoặc là mình trong những kiếp trước đã từ chối học đó, thì kiếp này nó trở thành gánh nặng nghiệp chướng, và họ đã từ chối thừa nhận, học hỏi hoặc xóa bỏ, thì trong gia đình của mình những người khác cũng không có chịu, họ không có học hỏi, cho nên là những khối này nó chạy xuống cây gia phả với các dạng chấn thương và khối thế hệ cũng như rắc rối từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho đến khi một thế hệ quyết định hàn gắn, sửa đổi và tìm cách hàn gắn vết thương của các thế hệ trước, chính là thế hệ này đây các bạn. Chúng ta không hiểu được những trở ngại mà chúng ta gặp phải là để giúp chúng ta trưởng thành. Ở một số gia đình, dù đã nỗ lực hết sức nhưng chúng ta không đạt được thành công trong bất cứ nỗ lực nào. Những căn bệnh kỳ lạ và những gia đình đau khổ hành hạ lẫn nhau, thế hệ này qua thế hệ khác, không có thời gian nghỉ ngơi, làm việc quá nhiều nhưng mà tiền vẫn không không có chẳng hạn. Thì cho đến khi nghiệp chướng nguyên thủy được chữa lành, thông thường người ta đã phải thử mọi khả năng chữa lành và y tế trước khi nhận ra sự cần thiết phải đi sâu hơn vào lịch sử gia đình và cây phả hệ.
Dù bạn có chạy bao xa thì chúng ta cũng không bao giờ có thể chạy đủ xa để không bị ảnh hưởng bởi nghiệp cây phả hệ và những bài học của nó. Tục ngữ có câu, quả không bao giờ rời xa cây. Một số dạng chấn thương và rối loạn chức năng không bắt đầu từ chúng ta mà từ các thế hệ trước của chúng ta và chúng ta kế thừa chúng. Điều này bao gồm những bài học mà họ không thể học được, những tổn thương họ không thể được chữa lành và chỉ có thể che giấu. Giống như những tội ác mà các thế hệ trước của chúng ta đã gây ra. Chúng ta đang không phê phán nha các bạn. Và chúng ta phải biết rằng là trong dòng họ của chúng ta sẽ có người tốt và sẽ có những người họ gây ra những cái việc không tốt. Cho dù chúng ta có cố gắng giữ bí mật đến mức nào thì thỉnh thoảng nó vẫn nổi lên như mụn nhọt, tiết lộ những bi kịch, tội ác và sự lạm dụng đè nén của chúng ta. Một gia đình cũng bệnh hoạn như những bí mật của nó. Nhưng tại sao chúng ta lại phải gánh chịu nghiệp báo của tổ tiên? Sự thật là không ai đau khổ mà không có nghiệp chướng. Chúa không bao giờ phạm sai lầm, luật nhân quả luôn luôn chính xác. Chỉ những linh hồn có nghiệp phù hợp với những đau khổ hoặc những bài học sinh ra trong một cây phả hệ cụ thể mới được sinh ra trong đó. Ví dụ một người phụ nữ kiếp trước đã làm hại trẻ em và bị nguyền rủa không cho con mình gả vào cây gia phả. Có lời nguyền về một trong những người con dâu không có con. Thì hoặc là một người đàn ông đã hủy hoại công việc kinh doanh của nhiều người trong nhiều kiếp trước thì bây giờ lại được sinh ra trong một gia đình có gia phả với hoàn cảnh khó khăn về tài chính. Những loại khối này thường được gọi là Pitra Dosha, khối thế hệ hoặc tổ tiên. Mỗi năm trong dịp Pitra Paswa, tức là hai tuần lễ tổ tiên, đánh dấu thời điểm chúng ta cầu nguyện cho hòa bình của tổ tiên và cảm ơn những lời chúc phúc của họ. Đó là một nghi lễ mà chúng ta đã tuân theo từ xa xưa và mọi truyền thống đều có phiên bản của nó. Nhưng một số người trong chúng ta vẫn phải chịu đựng Pitra Dosha hay lời nguyền tổ tiên. Lý do là đôi khi linh hồn của tổ tiên chúng ta cần nhiều hơn là lễ vật hay lời cầu nguyện được bình an. Họ cần sự chữa lành nghiệp báo để có thể giải thoát được khỏi những nghiệp chướng và những cái ảnh hưởng đến toàn bộ gia phả, chữa bệnh cho Pitra Dosha, củng cố toàn bộ cây gia phả. Đây là cái quan điểm của đạo Hindu Ấn Độ các bạn, nguyên thủy. Tất cả chúng ta đều là ma, tất cả chúng ta đều mang trong mình những người đi trước chúng ta. Câu nói của Liam Callanan, The Clouds Atlas, trong cái cuốn The Cloud Atlas. Đó. Phương pháp. Hành trình gia đình là một cuộc hành trình được hướng dẫn tâm linh độc đáo xuyên qua cây gia đình do Trijanka và Ahisus, mình cũng không biết mình đọc đúng không, các bạn thông cảm nha, tạo ra cùng với những người hướng dẫn tinh thần của họ, có thể giúp bạn tìm ra nguyên nhân của các khối và lời nguyền tổ tiên và ma thuật đen, đồng thời loại bỏ các khối đó thông qua lời nguyền, sự tha thứ và chữa lành với người hướng dẫn và những thiên thần. Điều thú vị là những linh hồn tham gia vào cái gia phả này đều có nghiệp chướng riêng và lý do tại sao có nghiệp tương ứng hoặc cộng hưởng với sự rối loạn chức năng. Chẳng hạn một người phụ nữ đã kết hôn trong một gia đình mà mọi cô con dâu thứ hai đều có vấn đề về khả năng sinh sản hoặc những đứa con đặc biệt. Bản thân cô ấy có tiền kiếp liên quan đến việc cô ấy giết trẻ em hoặc gây ra cái chết của trẻ em, có nghiệp chướng liên quan đến trẻ em, cho nên kiếp này con dâu không có con. Thật là một trải nghiệm cảm động khi chúng ta chứng kiến tổ tiên xuống giúp đỡ con cháu, tiết lộ những sự thật cũ trong lịch sử gia đình mà bây giờ cần được công bố. Sự mất cân bằng trong gia đình, những hành vi sai trái, tội ác của tổ tiên cần được thừa nhận và có thể sửa chữa. Thường thì tổ tiên trở về gia đình là để giúp đỡ và cũng để gánh chịu hậu quả của nghiệp chướng. Nó giống như việc làm sống lại cây gia phả và nuôi dưỡng nó lớn mạnh, thịnh vượng để linh hồn tổ tiên chúng ta được yên nghỉ, tạo điều kiện cho các thế hệ hiện tại và tương lai được sống trong hòa bình và trải nghiệm sự sung túc hơn. Người ta không mong hậu thế, không bao giờ nhìn lại tổ tiên. S. Moon Rust. Ai có thể được hưởng lợi từ phương pháp chữa bệnh của tổ tiên? À, bây giờ chúng ta quay trở sang lý do là tại sao chúng ta lại phải chữa lành cái nghiệp tổ tiên nha. Nếu gia đình bạn có khuôn mẫu lặp đi lặp lại về những cái điều không may mắn, thì rõ ràng là những niềm tin hạn chế xuất hiện qua nhiều thế hệ như có những người có bị chết sớm hoặc chết bất thường và đột ngột này, rối loạn hoặc bệnh tật về di truyền hoặc là bị tâm thần này. Bên nội mình là bị như vậy đó. À, các bệnh cụ thể như tiểu đường sớm, nhiều trường hợp tử vong do ung thư trong cây gia phả nè. Mình có rất là nhiều bạn là trong gia đình của các bạn là ông bà cha mẹ là bị. Các vấn đề vô sinh hoặc là tử vong ở trẻ sơ sinh hoặc là một đứa trẻ tử vong ở một số đứa trẻ trong gia đình. Rồi cây gia phả kết thúc không có con trai, rồi chỉ một đứa trẻ sống sót và phát triển trong số rất nhiều đứa con cháu, hoặc là khối tài chính, khối sự nghiệp hoặc không khởi sắc, hoặc là tài sản bị vướng vào kiện tụng, tài sản cho thuê không được chọn. Mình cũng không hiểu chữ không được chọn này là gì. Theo nguyền rủa của Samitri, sự dư thừa về tiền bạc. À, theo cái cuốn này,
Thế hệ này làm tốt thì thế hệ tiếp theo phá hỏng, tức là không ai giàu ba họ mà không ai khó cả đời đó. Không kết hôn hoặc là kết hôn muộn hoặc là xung đột trong hôn nhân do lời nguyền, trong hạnh phúc hôn nhân được gọi là lời nguyền Dampatia Sutka, hoặc là chỉ có con gái hoặc con trai của cây phả hệ mới phải chịu đựng tương tự qua nhiều thế hệ. Đó là những cái gia đình mà có lời nguyền đối với Santan Sutka, tức là lời nguyền hạnh phúc từ con cái. Con gái bị mắc kẹt trong những cuộc hôn nhân tồi tệ, con trai bị mắc kẹt trong sự nghiệp thất bại. Đó đều là nghiệp hết đó các bạn. Gia đình thường xuyên đánh nhau, thù hận, giận dữ, bạo lực, thù hận quá mức, trụy lạc, nghiện ngập, bất hòa, kiện tụng, ghẻ lạnh, lạnh lùng và gia phả tan vỡ. Nghiệp Mansit Sutka. Những tổn thất tài chính không thể lý giải được là tại sao mà tự nhiên lại bị lừa, bị làm những cái việc đó. Thì đó là những cái mô thức vòng lặp của cái việc nghiệp gia đình. Làm cách nào để biết cây gia phả của mình có bị cái nghiệp Pitra Dosha hay không? Hầu hết mọi người đều nhận được thông tin này từ nhà chiêm tinh trong kinh Vệ Đà của họ, bởi vì trong mỗi lá số tử vi đều có nhà tổ tiên hoặc là cái nghiệp được hiển thị ở trong đó. Điều đó cho chúng ta một số manh mối. Tuy nhiên, một cách đơn giản khác đó là nên tìm kiếm bất cứ mô hình rối loạn chức năng này lặp lại trong cây phả hệ bên nội hoặc là bên ngoại. Nếu tìm thấy nó, câu trả lời là có. Nếu cả hai cây đều có thì hãy bắt đầu với cây nhiều vấn đề nhất, chẳng hạn như tử vong sớm hoặc tình trạng khẩn cấp về sức khỏe, đi giải cái nghiệp đó. Tất cả những cái nghiên cứu phả hệ và nghiên cứu cái mô thức xã hệ là để làm cái việc đó đó các bạn. Có thể là lập cây phả hệ rồi vẽ cái sơ đồ cây phả hệ của các thế hệ. Su Su đang đập mũi mọi người. Đôi khi cả hai bên mẹ và bên cha đều có vấn đề và mỗi lần chỉ có thể chữa được một cây, chọn mô hình hình thái rối loạn nhất hoặc vấn đề cấp bách cần chữa trị trước. Để vẽ cây bạn có thể hỏi những người lớn tuổi trong gia đình, mình phải lưu cái này lại để làm một dự án chữa lành cây phả hệ. Giữ lại phả hệ theo truyền thống, ví dụ như là Hariswa, Varanasi, Gaya, Pehowa, Chimba, Keswa, Kuru, Sestra. Hãy chắc chắn rằng bạn cũng có cả tên của những người vợ, đặc biệt là nếu tổ tiên có hai vợ, có tiền sử ngoại tình, tài sản bị chiếm đoạt hoặc bất cứ tội ác nào. Vẽ cái này thành biểu đồ. Wow, phân tích vậy kỹ nha. Dùng cái thần chú như cái kia là nó dễ hơn. Nhưng mà đương nhiên mình cũng có thể tổng hợp tất cả các mô hình nghiệp báo của dòng họ để mình sẽ biết rằng là mình có cần phải đi giải nghiệp gia đình không. Mà tốt nhất thì mình nghĩ rằng là đây là kiến thức nền. Còn lại thì tốt nhất thì mình nghĩ rằng tất cả chúng ta đều nên tổng hợp. Đều nên gọi là đọc lời cầu nguyện. Đây là kiến thức nền để biết rằng là tại sao phải đọc lời cầu nguyện thôi. Và như vậy thì khi chúng ta lập được cây phả hệ, chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ xuất hiện những cái vấn đề nó lặp đi lặp lại trong cái kiếp từ kiếp trước đến kiếp này của cái dòng họ, đó chính là nghiệp dòng họ tổ tiên. Hãy hào phóng và tổ tiên của bạn sẽ giúp bạn. Như chúng ta thường thấy, một số người nào thì không thể vượt qua sự sống hay cái chết khó khăn, tức là bị bệnh đến chết đấy. Những bức ảnh của ít nhất một hoặc hai ông bà đã qua đời rất quan trọng vì chúng chỉ hướng dẫn chúng ta cùng với những người hướng dẫn tâm linh của chính chúng ta. Nếu chúng ta không có chân dung của tổ tiên, bạn có thể tìm thấy chúng trong những đám cưới cũ mà có thể họ đã tham dự. Và nếu mà được thì các bạn lập cây phả hệ và có chân dung của này. Một số gia đình có cái sổ phả hệ gia đình ấy, dòng họ thì rất là tốt. Còn nếu không có thì đọc lời cầu nguyện của Thiên Chúa, như vậy thì nó sẽ gọn. Đây là một số cái danh sách lập các mô hình. Điều này cho chúng ta biết được rằng là ồ, hóa ra thì gia đình chúng ta có cái bí mật gia đình mà trước giờ chúng ta không biết. Không phải ai trong dòng họ chúng ta cũng đều tốt. Và vì vậy đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là không phải nãy giờ chúng ta đọc ở phía trước trong cái lời cầu nguyện là phán xét, mà là chắc chắn sẽ có chuyện này ở trong mỗi gia đình. Và mỗi gia đình thì sẽ có những nghiệp khác nhau, dẫn đến kiếp này con cháu sẽ gặp những cái khó khăn khác nhau. Và nếu chúng ta không giải thì đến đời con chúng ta sẽ tiếp tục như vậy. Nên chúng ta nên là người giải. Mỗi cái họ như vậy thì sẽ có những cái thần hộ mệnh riêng đại diện cho ông bà tổ tiên, có những cái vị thầy bảo vệ tâm linh để chúng ta sẽ đưa vào trong cái lời cầu nguyện. Tên của vị thần gia đình, Kun Devi hoặc là Kun Deva, tức là người bảo vệ thần hoặc là nữ thần, thì giống như bên này là chú cha và chú mẹ đó. Bên đạo Chúa hoặc là bên đạo Phật thì sẽ là Phật Quan Âm Bồ Tát với lại Phật Tổ Như Lai, kiểu kiểu vậy. Thì các bạn để vào ai cũng được hết, có thể là do cái tín ngưỡng của các bạn hoặc là do đức tin của các bạn thôi. Mình thì thường gọi là chú cha và chú mẹ.
thường đọc tên của họ trong quá trình mà mình đọc những cái lời khấn cầu kia. Thì như vậy á, là chúng ta sẽ cầu nguyện. Việc cầu nguyện này có thể tiến hành hàng ngày hoặc có thể tiến hành vào cuối tuần, vào thứ bảy chủ nhật, hoặc là một tháng khoảng mấy lần đó. Thì khi mà chúng ta cần dạy nghiệp sớm, chẳng hạn như là bây giờ mình muốn dạy nghiệp sớm thì mình sẽ đọc cái lời cầu nguyện đó 21 ngày liên tiếp, sáng mình sẽ đọc một lần và chiều mình sẽ đọc một lần, thì mình có thể in cái ra để cầm để đọc. Còn đến lúc đó mà mình đọc quen rồi thì mình có thể sẽ nhẩm ở trong đầu. Như là bây giờ hiện tại thì mình thường là nhẩm ở trong đầu luôn các bạn. Tại vì hầu như những cái đó mình thuộc rất là nhiều, không phải là bài nào mình cũng thuộc, nhưng mà về mô típ chung thì mình biết là mình gọi vị thần nào, cộng với lại là mình sẽ đọc những cái lời thần chú nào, rồi mình ghép thêm cái vấn đề mình muốn giải vào nữa, thì mình sẽ ra được cái cách thức để mà lặp lại cái lời thần chú. Cho đó thì để tránh khỏi những cái khuôn mẫu lặp lại trong gia phả của mình những cái kiếp sau, mình quyết định là mình là người giải nghiệp gia đình. Và ngoài giải nghiệp gia đình thì khi mình hướng dẫn cho tất cả các bạn giải nghiệp gia đình thì chúng ta sẽ cùng nhau giải nghiệp quốc gia, bởi vì mỗi cái hệ gia đình như vậy sinh sống ở các vùng miền khác nhau, giải được cái nghiệp của họ thì cả quốc gia sẽ giải được nghiệp. Nhiều quốc gia cùng nhau giải nghiệp thì các bạn sẽ thấy rằng là nghiệp chung trên toàn thế giới đã được cân bằng, nên là như vậy thì thế giới sẽ trở nên hòa bình hơn và cuộc sống của mọi người sẽ tốt hơn. Là cái hành trình mà quay trở về với thế giới tâm linh ta gọi là inner journal, hành trình nội tâm, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có rất là nhiều cái tài liệu để có thể hướng dẫn được cái cách chữa bệnh từ xa, hay là chữa bệnh thông qua cái việc đọc cái tài liệu của Akashic Record, tức là bản ghi chú trong cái Akashic Healing, tức là thư viện vũ trụ. Người nào gieo thì người đó gặt, không ai kế thừa hành động tốt hay xấu của người khác, kết quả có cùng chất lượng như hành động. Mặc dù là biết như vậy, nhưng mà có rất là nhiều người hiện tại không gieo nhưng mà vẫn gặt nghiệp của những kiếp trước. Tại vì trong mô thức của những kiếp trước được di truyền qua ADN của chúng ta. Niềm tin này đã định hướng cho triết lý của chúng ta trong nhiều thiên niên kỷ và xuyên qua suốt các truyền thống. Nó cũng đã thúc đẩy triết lý chữa bệnh của chúng ta tại hành trình nội tâm. Chúng tôi cũng tin rằng là không ai có thể chữa lành bệnh trước thời hạn như trước đây, sẵn sàng về mặt nghiệp báo. Nghiên cứu gần đây trong cái lĩnh vực hồi quy tâm linh hoặc giai đoạn cuộc sống giữa các cuộc đời cũng cho thấy rằng chúng ta lựa chọn những phước lành và đau khổ trong cuộc sống hiện tại dựa trên nghiệp chướng trong quá khứ, được gọi là nghiệp pra, cũng không biết đọc như thế nào. Prarabdha. Prarabdha. Prarabha là và những bài học cuộc sống đang diễn ra của chúng ta. Prarabdha Karma là một phần của nghiệp Sanchita, một loại tập hợp các nghiệp quả của quá khứ, sẵn sàng được trải nghiệm trong cuộc sống hiện tại và được chữa lành. Có một số người thì được chữa lành bằng những loại thuốc dân gian đơn giản. Trong khi đó, có nhiều người uống cái thuốc đó nhưng mà vẫn tử vong, dù được tiếp cận với nền y học hiện đại hay là các cái nền y học truyền thống đông y các thứ. Lý do là tại vì tại sao người tốt lại thường chịu đau khổ, trong khi nhiều người có nghiệp xấu nhưng mà lại cuộc sống dễ dàng hơn? Sự thật là không phải có thiên vị gì cả, là do nghiệp của những kiếp trước mà chúng ta đã tích lũy trong quá trình chúng ta sống ở nhiều kiếp dồn về. Tức là ngoài nghiệp của tổ tiên thì còn có nghiệp của chính chúng ta, và nghiệp chúng ta từ những kiếp trước chưa giải quyết được dồn về cho đến kiếp này. Mặc dù chúng ta đã chọn sống tốt ngay từ đầu và đã sửa tất cả những nghiệp đó, nhưng cuối đời chúng ta vẫn, hoặc là về già chúng ta vẫn gặp rất nhiều những cái nghiệp nó trổ ra. Thì lý do là tại vì nghiệp của những kiếp trước ùa về khi chúng ta phát triển tâm linh lên, phát triển cái hành trình sống của mình lên cao. Do đó, Chúa không sai, không ai thoát khỏi bất cứ điều gì. Chúa giữ sổ sách của Ngài cho nó được cân bằng. Mọi những cái lỗi lầm của chúng ta, dù lớn dù nhỏ trong những kiếp trước, đều được ghi vào hồ sơ Akashic. Và nếu chúng ta nhớ lại được tất cả những cái thần chú và chúng ta cầu nguyện để chúng ta sẽ được xóa bỏ cái nghiệp, thì cuộc sống của chúng ta sẽ được hóa giải và được yên bình trở lại. Tất cả những đau khổ chúng ta sẽ được rũ bỏ. Đó. Ở đây nó có tất cả những cái video giải thích, thì các bạn có thể bấm vào đây rồi các bạn bật phụ đề để xem. Những cái khái niệm như là bản ghi Akashic là gì, nó hoạt động như thế nào, nó có thể chữa lành những gì, thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ tự đọc ở đây vì nó là một cái kiến thức rất là dài. Tôi nghĩ rằng là để mà chữa lành nghiệp chướng thông qua hồ sơ Akashic này, nó sẽ liên quan đến cái kiếp trước của các bạn. Đây là cái
lý thuyết để các bạn hiểu rằng là tại sao chúng ta cần phải đọc những cái lời cầu nguyện ở cái phần đầu này. Còn ở phía sau này là cái phần lý giải để các bạn biết rằng là ồ, những khó khăn trong hiện tại của chúng ta không chỉ đến từ ông bà tổ tiên mà còn đến từ chính cái nghiệp mà chúng ta đã gây ra trong những kiếp trước. Mà trong kiếp này chúng ta đến đây sau khi trải nghiệm các cái hoạt động ở trong cái cuộc sống trần gian thì việc của chúng ta là tìm ra lời giải. Đó, và đây là lý thuyết các bạn, nói nhiều lắm nên mình sẽ gửi link để cho các bạn đọc, bởi vì nếu mà ngồi nói thì nó có thể là tới mấy tiếng rồi. Và nếu các bạn đang có bệnh, các bạn đang có sự bế tắc trong hạnh phúc gia đình, các bạn đang có cái bệnh như ung thư này kia ở trong người, rồi các bạn đang có cái việc là con cái làm cho các bạn cảm thấy nội tâm của mình không được bình an, thì đây chính là những cái kiến thức mà tôi nghĩ rằng các bạn nên đọc. Về bản ghi Akashic là gì thì các bạn đọc thêm ở đây. Và ở trong đạo Phật nó là A Lại Gia Thức. Khải Huyền là bộ kinh các bạn, bộ kinh Khải Huyền. Và các bạn thấy rằng là cho dù là đạo, ví dụ đạo Hindu của người Ấn Độ như này thì cũng chính là nói đến Thiên Chúa. Đạo Do Thái cũng vậy, kinh Toran của người Do Thái cũng đề cập đến. Đó. Và để các bạn có thể hiểu được thêm Akashic Record Healing thì các bạn có thể đọc ở đây. Để chữa lành nghiệp chướng này thì các bạn có thể sẽ xem những cái kiến thức này, đọc qua để hiểu. Và để mà có thể chữa được, chúng ta có thể sẽ hiểu kiến thức đó, sau đó bước vào cái trạng thái thiền khi chúng ta ngồi thiền, hoặc là khi mà chúng ta ngồi yên tĩnh mở cái nhạc thiền này, chúng ta đọc cái tờ kinh mà chúng ta cầm thì chúng ta sẽ giải được các cái nghiệp đó nếu chúng ta sẽ thành tâm nha các bạn, và đọc trong một khoảng thời gian ít nhất là 21 ngày. Nó sẽ giúp chúng ta tìm thấy sự bình yên, giảm hết các đau khổ mà chúng ta đang gánh chịu và hóa giải mọi cái nghiệp chướng luôn. À, cái lúc trước mình không tin đâu các bạn, nhưng mà sau khi mà mình bước vào hành trình tâm linh thì mình được chữa và mình bỏ được rất là nhiều những cái nghiệp nghiệp quả, nên là mình thấy rằng là mình đã chọn làm cái việc này trong kiếp này là vì trong rất nhiều những kiếp mình sống, không phải chỉ ở trên trái đất này mà ở trên các cái hành tinh khác, như là ở các cái thiên hà khác nữa, thì mình cũng không tránh khỏi cái việc là gây ra nghiệp chướng. Cho nên là đương nhiên là ở kiếp này mình chọn đến trái đất trong cái giai đoạn của cái thời kỳ Golden Age này, phục hưng mới các bạn, là cái thời kỳ để mình sẽ tiến hành làm cái việc này. Và hơn nữa mình cũng sẽ hỗ trợ cho mọi người để mọi người sẽ hiểu thêm về kiến thức này. Đối với tâm linh thì đối với mình thì mình thấy rằng là trong cái mà mình đang nói ở cái video này nó là khoa học về tâm linh, còn tâm linh nó còn liên quan đến cái mô hình ảnh hưởng đến tâm lý ở trên thế giới thực, ở trên thế giới 3D. Để mà có thể giải quyết được những cái mâu thuẫn trong thế giới thực thì chúng ta sẽ cần phải thực hành cái việc tìm hiểu về kiến thức tâm linh, sau đó thì thực hành cái việc đọc thần chú. Đó, rồi chúng ta có thể tìm hiểu thêm các kiến thức khác. Thì mình để cái này ở đây cho những bạn nào mà cảm thấy bản thân mình muốn phát triển tâm linh cao hơn nữa và muốn hỗ trợ cho nhiều người hơn nữa, và cảm thấy mình có cái duyên để có thể làm light worker hoặc là làm cái người hướng dẫn và chữa lành theo cái phát nguyện của các bạn. Nó không phải là một chức sắc gì đâu, nó bình thường thôi, nhưng nó khiến cho giúp được cho trái đất ở trong tương lai, hoặc là con cháu mình trong tương lai, hoặc là nhiều người xung quanh hơn nữa, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái kiến thức này nha. Mình sẽ để link ở trong phần mô tả của cái video này, bởi vì cái video này như vậy là nó cũng đã gần 1 tiếng đồng hồ rồi, nó rất là dài rồi, nên là lý do tại sao mà chúng ta cần phải gọi là chữa lành cái mô thức nghiệp báo này thì bạn đọc ở đây. Và nếu chúng ta không chữa thì sao? Thì chúng ta sẽ bị thanh lọc, thế thôi. Mình không vượt qua được tất cả những khó khăn về thể chất, về tình cảm và tinh thần cũng như tài chính trong cái thời kỳ sau năm 2024, tháng 6 năm 2024 đến 2027. Những ai vượt qua được, tức là những người đã tìm thấy thần chú, đã hiểu được kiến thức nền này, đã biết được cái cách mình có thể sẽ vận hành cái việc chữa lành này, thì các bạn sẽ là vượt qua được hết, và thậm chí thì bảo vệ được cho những người thân trong gia đình mình
và có được một cây phước mới để mà phát triển tiếp trong giai đoạn phía sau này có nhiều biến động hơn nữa. Trong khi một số người rất là khó khăn và nghiệp quả đổ xuống khiến họ bị gọi là những gì có ở đời trước đây thì nhân quả khiến cho họ bị mất hết, thì sẽ có nhiều người sẽ lại phát triển và phát triển hơn nữa và tạo ra nhiều thành tựu mới cho thế giới hơn nữa, và hỗ trợ được nhiều người hơn nữa. Đó là do họ có học được lên đến cái phần tâm linh này hay không để mà tham gia vào ngày hội Long Hoa hoặc là tham gia vào cái ngày là chúng ta cũng biết rằng là phán xét. Đấy, tất cả các vấn đề về sức khỏe này, tất cả những cái bệnh này này thì đều hoàn toàn có thể sử dụng thần chú để chữa được hết đó các bạn. Rồi, và có thể là nó sẽ nhiều rồi, cho nên là mình sẽ gắn các cái link này để cho các bạn đọc. Đó. Nghe các bạn cũng biết là nó sẽ có những cái khóa học như ở đây này, và những cái khóa học như thế này đều dạy cách các bạn sử dụng cái thần chú đó, mà phí nó rất là đắt, nên là mình chỉ nói là thôi chúng ta tự học đi. Và khi mà chúng ta tìm những cái kiến thức này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng đúng từ khóa hồi nãy của mình. Mình gắn từ khóa lại cho các bạn để chúng ta sẽ đọc những cái lời giải phóng nghiệp chướng. Ví dụ đây là cái thần chú giải phóng nghiệp gia đình nè, nghiệp gia đình chứ chưa có nghiệp tổ tiên nha các bạn. Thiên thần thân mến, bạn có thể cầu thiên thần, tổng lãnh thiên thần Archangel Metatron hoặc là Archangel Michael hoặc là thiên thần hộ mệnh của bản thân các bạn theo tháng sinh. Thì mình sẽ gắn một cái video là bạn sinh tháng nào thì bạn thiên thần hộ mệnh của bạn là ai, và bạn sẽ lấy tên thiên thần đó để bạn cầu nguyện. Còn nếu không thì các thiên thần thân mến cũng được. Xin hãy giải thoát tôi khỏi nghiệp chướng gia đình, biểu hiện dưới dạng những khuôn mẫu hành vi lặp đi lặp lại và xu hướng tự hủy hoại bản thân. Xin hãy hướng dẫn con để con có thể giải phóng nghiệp chướng của mình để trong mọi hướng thời gian, đời này hay đời khác, cho các thế hệ quá khứ và tương lai và cho mọi thành viên trong gia đình hiện tại của con. Xin hãy giúp con chữa lành nghiệp chướng của gia đình con bây giờ và mãi mãi. Amen. Amen là biết ơn đó các bạn. Đây là một cái lời cầu nguyện chung và ngắn gọn. Nếu mà bạn nào không nhớ được nhiều thì sẽ cầu nguyện theo cái lời cầu nguyện này. Nhưng cái lời cầu nguyện này chỉ giải được nghiệp gia đình, còn nghiệp dòng họ tổ tiên thì cái lời cầu nguyện này là không đủ nha các bạn nha. Tuy nhiên các bạn cũng có thể search và tải về các cái hướng dẫn như thế này chi tiết hơn. Chẳng hạn như là cái đấy mình tải về sau rồi sau đó là mình có dịch ra ở đây này. Giải phóng nghiệp chướng này. Đây mình sẽ phóng lớn lên để các bạn nhìn thấy. Bây giờ mình sẽ tải hết cái này lên Ring Drive, rồi bạn cảm thấy mình phù hợp với cái bài cầu nguyện nào thì các bạn sử dụng thôi. Đó. Tôi cầu nguyện với vũ trụ, tôi cầu nguyện tất cả những người hướng dẫn và thiên thần của tôi, tất cả các bậc thầy đã thăng thiên ban phước lành cho tôi và tổ tiên của tôi, đồng thời tha thứ cho tôi và gia đình tôi vì những tội lỗi của chúng tôi ở kiếp này và các kiếp trước. Tôi xin sự tha thứ cho tôi và xin bạn hãy loại bỏ mọi rào cản, mọi trở ngại và bất cứ điều gì đang cản đường chúng tôi, là chúng tôi với cả chúng ta. Và đang ngăn cản tôi tiến về phía trước, xin hãy chữa lành thể xác và tâm hồn tôi và giải thoát tôi khỏi mọi vấn đề về hành vi mà tôi và những người thân yêu của tôi đang phải đối mặt do nghiệp tổ tiên của chúng tôi. Xin hãy ban phước cho con và gia đình thân yêu của con và cây phả hệ bằng tình yêu và ánh sáng của Ngài và chữa lành toàn bộ dòng dõi của con. Xin ban ân sủng của Ngài cho con và toàn bộ dòng truyền thừa của con khỏi bất kỳ loại khuyết tật nào trong đời này và từ các đời trước. Xin ban cho con sức mạnh để tha thứ và giúp tổ tiên con tha thứ cho con. Bây giờ tôi cầu nguyện và gửi tổng lãnh thiên thần Michael, tức là Archangel Michael á, người ở bên cạnh Chúa, đến với tốc độ cực nhanh với thanh kiếm ánh sáng của mình và loại bỏ tất cả những năng lượng đen tối và dày đặc trong tôi và xung quanh tôi cũng như trong và xung quanh toàn bộ dòng dõi của tôi. Xin gửi sự bình an và hòa hợp đến với gia đình con và tôi hay con những được các bạn, đến những người thân yêu gần gũi của con, đến những người thân của con còn sống hay đã chết như chỉ thị. Chúng ta được chữa lành toàn diện và trọn vẹn. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn.
ý muốn của bạn sẽ được thực hiện. Amen. Cái bản này là một bản ngắn mà mình thấy nó hay này. Nhưng ngoài ra thì mình có dịch cho các bạn thêm cái phần mà bản có lời cầu nguyện cho gia đình. Cho thằng 14 cho to to dễ đọc. Đấng sáng tạo yêu thương, tác giả của cuộc sống. Chúng tôi cảm ơn bạn vì vai trò đặc biệt của chúng tôi trong cuộc sống gia đình và vì món quà của chúng tôi chia sẻ với bạn trong việc tạo ra những người khác giống hình ảnh của bạn. Cuộc sống thật quý giá và thật đẹp đẽ, hòa quyện trong những tâm hồn theo nhiều cách bí ẩn và thỏa mãn. Ước gì tình yêu và tình bạn của nhân loại của chúng ta phản ánh tình yêu thiêng liêng của chính Chúa. Xin cho chúng con và con cái chúng con dấn thân sống trọn vẹn trước ơn gọi và thử thách của Chúa, ngày càng lớn lên trong tình môn đệ và tình bạn với Chúa Giêsu, đấng duy nhất và đường là sự thật và là sự sống. Chúng ta luôn ca ngợi Chúa. Ngợi bạn đã lại là Chúa. Cầu mong cho chúng tôi dù có vẻ rao giảng vẫn dạy bạn cho con cái chúng tôi và những người khác không quá bằng lời nói mà bằng gương sáng của chúng tôi. Chúng ta cầu xin điều này ở Chúa Kitô, Chúa của chúng ta. Amen. Đây là cái bài cầu nguyện cho tổ tiên. Đây cũng là một cái bài cầu nguyện mà mình thấy hay. Lạy Chúa, nguồn của mọi hy vọng và tình yêu, xin nghe lời chúng con cầu nguyện cho tổ tiên. Cầu mong con đường họ bước đi để tìm kiếm sự bình yên và yên vui trong bạn. Tấm gương cho chúng ta sự bình yên và niềm vui mà chúng ta hằng mong ước. Cầu mong chúng ta học được từ sự khôn ngoan của họ, hiểu rõ hơn những thách thức trong thời đại của họ và trân trọng cuộc sống mà họ đã mang lại cho chúng ta. Nguyện chúng ta trải sự hiện diện của họ như sự hiệp thông của tình yêu vĩnh cửu của bạn. Đây là Chúa. Chúng ta cầu xin điều này nhờ Chúa Kitô, Chúa của chúng ta. Amen. Cầu nguyện cho sự yên nghỉ vĩnh cửu của những linh hồn trong tổng gia đình của các bạn. Lạy Chúa, xin ban cho họ sự yên nghỉ đời đời và xin cho họ được ánh sáng vĩnh viễn chiếu soi. Xin cho linh hồn của các tín hữu đã qua đời nhờ lòng thương xót của Chúa được yên nghỉ. Cầu nguyện cho những người đã qua đời. Lạy Cha nhân từ, hãy nghe lời cầu nguyện của chúng tôi và an ủi chúng tôi khi chúng con đổi mới, chúng con hay chúng tôi được niềm tin vào con Cha. Đấng Cha đã khiến từ cõi chết sống lại, xin củng cố niềm hy vọng của chúng con rằng tất cả anh chị em đã qua đời của chúng ta sẽ được chia sẻ sự sống lại của Ngài. Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa đến từ muôn thuở muôn đời. Lời cầu nguyện chữa lành cây gia phả của Thánh Charles Borromeo. Đại Cha Thiên Thượng, con đến trước trước mặt Ngài với tư cách là con cái của Ngài, rất cần sự giúp đỡ của Ngài. Con có nhu cầu về sức khỏe thể chất, nhu cầu về tình cảm, nhu cầu về tinh thần và nhu cầu giữa các cá nhân. Nhiều vấn đề của con là do những thất bại, sự thờ ơ và tội lỗi của chính con, nên con khiêm tốn cầu xin sự tha thứ của Chúa, Lạy Chúa. Nhưng con cũng xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của tổ tiên và những thất bại của họ đã để lại hậu quả cho con dưới những hình thức, khuynh hướng, kiểu hành vi không mong muốn và những khiếm khuyết về thể xác, tâm trí và tinh thần. Lạy Chúa, xin chữa lành cho con khỏi tất cả những rối loạn này. Với sự giúp đỡ của Ngài, con chân thành tha thứ cho tất cả mọi người, đặc biệt là những thành viên còn sống. Tức là có khi các bạn bị rất nhiều người xúc phạm, bị nhiều người đả kích và làm cho bạn cảm thấy bị đau khổ và cảm thấy không chịu nổi, thì bạn cũng đặt cái câu này lên, và lập tức khi bạn đặt những câu đó lên nhiều lần thì sau đó những người mà trong gia đình các bạn mà đang gây nên những áp lực cho bạn, họ sẽ tự động được hóa giải, họ bình thường trở lại. Bởi vì họ đã tham gia hợp đồng linh hồn này để chúng ta, họ làm vậy để cho chúng ta nhớ được cái cách hóa giải mà. Với sự giúp đỡ của Ngài, tôi xin chân thành tha thứ cho tất cả mọi người, đặc biệt là những thành viên còn sống hoặc đã chết trong gia phả của tôi, những người đã trực tiếp xúc phạm đến tôi hoặc những người thân yêu tôi của tôi dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc là những người mà tội lỗi của họ đã gây ra những đau khổ và rối loạn hiện tại của chúng tôi. Thậm chí ví dụ như là mình hận những người nào đó là người yêu cũ hay là cậu mợ gì chú cô bác hoặc là cha mẹ mình chẳng hạn, bởi vì họ không thương mình chẳng hạn, hoặc là vợ chồng chẳng hạn đó, thì thực ra họ đến đây là để tham gia cùng chúng ta học cái bài học và tìm ra cách giải nghiệp. Họ đã đồng ý sống như vậy và họ cũng không sung sướng gì, cho nên chúng ta tha thứ cho họ chính là tha thứ cho chính mình. Nhân danh Chúa Giêsu con thiêng liêng của Ngài, Chúa Giêsu con thiêng liêng của Ngài và trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, Lạy Cha, con
cầu xin cha giải thoát con và toàn bộ gia phả của con trong ảnh khỏi ảnh hưởng của ma quỷ. Chúa Giêsu là chú con, còn Chúa Jehovah hay là Chúa Kitô là Chúa Cha. Nên là chúng ta sẽ thấy rằng có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là các tổng lãnh thiên thần đó. Trả tự do cho tất cả các thành viên còn sống và đã chết trong cây phả hệ của tôi, bao gồm cả những người có quan hệ nuôi dưỡng và những mối quan hệ gia đình không thể mở rộng đó khỏi mọi hình thức ô nhiễm của sự ràng buộc. Lạy Cha Thiên Thượng, nhờ sự quan tâm yêu thương của Cha dành cho chúng con và qua máu đổ ra của Chúa Giêsu, con yêu dấu của Cha, con xin cầu xin Cha ban phúc lành cho con và tất cả những người thân còn sống cũng như đã qua đời của con, chữa lành mọi tác động tiêu cực được truyền qua các thế hệ trước và ngăn chặn những tác động tiêu cực đó đến các thế hệ tương lai trong cây phả hệ của con hoặc của tôi cũng được. Tôi tượng trưng cho Tôi tượng trưng đặt thánh giá Chúa Giêsu trên đầu mỗi người trong gia phả của tôi giữa mỗi thế hệ. Con cầu xin Ngài hãy để huyết thanh tẩy của Chúa Giêsu thanh tẩy dòng máu trong dòng dõi gia đình con. Xin hãy đặt các thiên thần bảo vệ của Ngài đóng trại xung quanh chúng con và cho phép tổng lãnh thiên thần Raphael và đấng tổng lãnh thiên thần Raphael là một trong những tổng lãnh thiên thần mà bảo vệ và chữa lành tất cả những thương do chiến tranh, do mâu thuẫn nha các bạn. Nhà mà có đánh lộn nhau rồi có người bị chết do giết người hoặc là thường xuyên mâu thuẫn lẫn nhau mà không ngày nào yên thì phải cầu cộng đồng lãnh thiên thần Raphael đấng bảo trợ cho việc chữa lành, quản lý sức mạnh chữa lành thiêng liêng cho tất cả chúng ta, ngay cả trong những lĩnh vực khuyết tật di truyền, là tổng lãnh thiên thần Raphael là người làm việc đó. Còn ví dụ như là tình yêu vợ chồng hoặc là tình yêu giữa mình với người yêu thì là tổng lãnh thiên thần Michael. Trao sức mạnh đặc biệt cho các thiên thần hộ mệnh của các thành viên trong gia đình để chữa lành, bảo vệ, hướng dẫn và khuyến khích mỗi chúng ta trong mọi nhu cầu của mình. Hãy để quyền năng chữa lành của Ngài được giải phóng ngay lúc này và để nó tiếp tục chừng nào quyền tối thượng của Ngài cho phép. Đại Chúa, trong cây phả hệ của chúng con, xin thay thế mọi ràng buộc bằng mối liên kết thiêng liêng trong tình yêu gia đình. Và Lạy Chúa, xin cho có một mối liên kết sâu sắc hơn bao giờ hết với Chúa, qua Chúa Thánh Thần, với Chúa Giêsu con Chúa. Hãy để gia đình của Chúa Ba Ngôi tràn ngập trong gia đình chúng ta bằng sự hiện diện dịu dàng, ấm áp và yêu thương. Hãy để gia đình chúng ta có thể nhận ra và thể hiện tình yêu đó trong mọi mối quan hệ của chúng ta. Tất cả những nhu cầu chưa biết của chúng tôi bao gồm lời cầu xin này, rằng chúng tôi cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu quý giá. Amen. À, ở đây mình không phải đang truyền đạo nha các bạn, mà mình đang đưa cho các bạn các cái hình thức cầu nguyện khác nhau theo các cái tôn giáo khác nhau. Và mình cũng không bảo rằng là các bạn sẽ phải theo cái đức tin là Thiên Chúa hay là bất cứ đức tin nào, mà miễn là các bạn cảm thấy thoải mái và các bạn làm nó để các bạn có thể giải được nghiệp, thì các bạn có thể chọn bất cứ một cái lời cầu nguyện nào trong số các cái lời cầu nguyện mà ở đây mình đã giới thiệu. Và chúng ta cũng biết được rằng là trong tất cả những truyền thống văn hóa khác nhau thì không chỉ có sự cầu nguyện cá nhân, mà thậm chí nhiều người trong các dòng tộc đó, người ta ngồi với nhau để thay vì ngồi giỗ thì ăn uống linh đình thì người ta sẽ ngồi cầu nguyện ở các dân tộc, ví dụ như ở Jamaica đó. Người Maya người ta sẽ có pháp sư xong rồi người ta sẽ ngồi thành những cái vòng tròn như thế này để người ta cầu nguyện và họ sẽ sử dụng âm nhạc, nhạc thiền đó, nhạc địa phương, nhạc sáo trúc rồi các thứ đó, rồi cái vật phẩm phong linh, ví dụ như là đá, các loại đá, crystal, các loại đá để mà cầu nguyện. Rồi họ sẽ đốt lửa, xong họ sẽ nhảy, họ sẽ hát, xong họ cầu nguyện để chữa lành các cái nghiệp của gia đình và tổ tiên. Đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc này nó không phải là chỉ có ở đất nước mình hay là đất nước nào khác, mà gần như ở trên khắp thế giới hiện tại thì người ta đều phát triển mạnh cái phong trào chữa lành này. Và cái việc chữa lành này nó tùy thuộc vào cái đức tin, cho nên là ở đây có cái sự chia sẻ của rất là nhiều những cái người mà người ta đã thực hành các cái nghiệp này, người ta nói về cái việc là làm cách nào để mà lúc mà mình ngồi mình chữa lành đó thì mình hoàn toàn tập trung vào việc chữa lành. Khi mình đưa các bạn thì tất cả đều bằng tiếng Anh hết, cho nên là các bạn sẽ nhấn sang dịch sang tiếng Việt để các bạn sẽ dịch, hoặc là các bạn sẽ nhấn chuột phải để nó có cái nút dịch sang tiếng Việt rồi mình nhấn vào để mình dịch và mình đọc. Các bạn biết thêm là không phải là các bạn đọc thì các bạn sẽ đạt được hoàn toàn. Bạn có thể giải dần dần cái nghiệp đó. Những ai thành tâm, tập trung cao và có được thiền định thì sẽ thành công nó nhanh hơn so với những người mà sẽ không học thiền. Mà các bạn có hỏi mình là nếu không học thiền thì mình có thể giải được không? Thì nói là giải được, nhưng mà nó sẽ lâu hơn.
À, còn nếu mà các bạn muốn giải nó nhanh hơn thì các bạn nên học thêm thiền. Trên mạng có rất là nhiều những cái video dạy thiền. Và các bạn cũng sẽ thấy rằng là khi chúng ta bị bệnh hoặc chúng ta gặp những khó khăn về tâm lý và thần kinh thì hệ thần kinh sinh ra là để giúp chúng ta đi giải các gánh nặng đó. Còn các bạn có thể gặp bác sĩ tâm lý, có thể gặp bác sĩ thần kinh học hoặc các bạn có thể sẽ gặp bác sĩ chữa bệnh bình thường. Bạn có thể kết hợp nhiều cách, nhưng mà bằng những trải nghiệm của bản thân mình thì mình thấy rằng là thần chú và những cái luyện tập trong ăn uống, trong cái việc điều chỉnh cơ thể, điều chỉnh thân tâm, trong cái việc là mình không tiếp tục mà làm những cái điều mà nó không tốt nữa và lan tỏa và chia sẻ cho những người những cái việc này, những người khác cái việc này thì nó sẽ giúp mình giải nghiệp nhanh hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ có các cái bài tập như là bên cạnh đó thì sẽ có những hướng dẫn ở trên YouTube như là Clean Ancestral Karma with Ho'oponopono. Thì mình sẽ đưa đường link của Ho'oponopono để các bạn thấy rằng là khi các bạn search cái từ khóa Clean Ancestral Karma with Ho'oponopono thì các bạn sẽ có rất nhiều những cái video như này nè. Nó sẽ có những video hướng dẫn, tức là có người sẽ đọc, chẳng hạn như bây giờ mình You will có cái never bài. make money by just working harder. Money is a reflection of your energy body. Xong rồi mình sẽ bấm vào cái nút CC ở đây. Hoặc là mình bấm vào bánh răng cưa này, xong rồi mình chọn cái phụ đề. Cái xong rồi mình bấm vào auto translate, cái mình chuyển sang phụ đề tiếng Việt. Mình bấm vào cái tiếng Việt Vietnamese á. Thì lúc đó mình sẽ có phụ đề tiếng Việt các bạn. Lúc đấy bạn sẽ ngồi nghe người ta hướng dẫn cộng thêm với cái nhạc thiền nữa. Take each and every layer, level, area, and aspect of my being to this origin. Để các bạn hình dung Analyze bằng it lúc thiền ấy, and thì mình resolve sẽ it đọc perfectly cộng with với nhạc God's thiền truth. như thế nào và mình sẽ đọc thêm những lời chú nào trong Ho'oponopono. Ngoài ra nữa thì mình thường hay áp dụng đó là ở ban đêm mình ngủ mình mở cái này mình nghe Clearing Ancestral Karma. Đó. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là mình sẽ xóa bỏ nghiệp tổ tiên, tắc nghẽn tiềm thức, niềm tin hạn chế bản thân và mình thực hành các kỹ năng Reiki. Thế là mình sẽ ngồi mình thiền một chút, đọc các cái lời khấn nguyện hồi nãy, xong rồi sau đó là mình sẽ mở cái nhạc này và sau đó mình sẽ đi ngủ. Mình ngủ bình thường. Thì sau đó là các bạn sẽ thấy rằng sau 10 tiếng thì nó sẽ giúp cho mình xóa bỏ được rất là nhiều nghiệp. Nhưng mà nếu mình nghe mỗi cái này mà mình không có thần chú thì mình phải nghe rất là nhiều lần các bạn. Còn nếu mà mình nghe một cái video dài như thế này xong mình đọc thần chú thì nó sẽ giải nghiệp nhanh hơn. Nên là lời khuyên của mình là bạn có thể giải một lần hoặc nhiều lần là tùy theo nghiệp của gia đình các bạn, nói nhiều hay ít. Và những cái đường link này, những từ khóa này thì mình đã đưa cho các bạn ở trong cái phần mô tả các bạn. Để mà nghe cái nhạc thiền á thì đó là Healing Ancestral Karma Meditation. Còn nếu mà muốn xóa bỏ bằng cái thần chú Ho'oponopono thì các bạn để cái chữ Ho'opono ở đây. Đó, vậy thôi. Cái video này đã dài tới 1 tiếng 12 phút rồi. Những cái đường link này mình sẽ kéo để vào trong cái phần mô tả của video. Bây giờ mình sẽ phải đi thiền, sau đó thì mình sẽ đi ngủ. Cảm ơn các bạn và video này mình sẽ post lên trên Facebook vào sáng mai. Mình hy vọng rằng là kiến thức khoa học cộng với những kiến thức về khoa học tâm linh thì cái video này có thể giúp cho các bạn tìm thấy và mở rộng thêm cái khả năng các bạn tự tìm và nghiên cứu và học tập thêm. Bởi vì quan điểm của mình thì bản thân mình sẽ là một người hướng dẫn, còn mỗi người thì sẽ có những cái sở thích khác nhau, những cái gọi là mong muốn khác nhau, nên các bạn có thể hoàn toàn khám phá thêm. Bạn có thể đọc thêm rất nhiều hướng dẫn của các cái tiến sĩ chuyên về cái ngành khoa học tâm linh này đã được chứng nhận ở trên thế giới. Để các bạn hiểu rằng là tâm linh nó là một bộ môn nghiên cứu khoa học và phát triển tinh thần ở bậc cao và bậc sâu. Và những bạn mà có nhu cầu mong muốn có thể phát triển tâm linh cao hơn để có thể hoàn thành nhiều cái sứ mệnh của mình hơn sau này và có thể sẽ kiểu như là cập nhật thêm các mã Your ADN mới brain thì is bạn có for thể more sẽ than nghiên cứu remembering. nhiều thêm. Nha các bạn. Còn mình thì mình nghĩ là mỗi người ở đây chúng ta có một cái sứ mệnh khác nhau và bản thân mình thì mình cũng chỉ mong muốn là hỗ trợ được thêm mọi người chút nào hay chút đó, kiểu vậy đó. Thì mỗi lần mà mình lên thì mình sẽ học rất là nhiều những kiến thức này hàng ngày và mình đã dành thời gian khá là nhiều để mình học với mong muốn là sẽ
hỗ trợ được mọi người thêm trong phần kiến thức tâm linh này để mà giúp cho mọi người có thể giải được nghiệp trong kiếp này. Những kiến thức này thì mình nghĩ rằng là nếu mà được các bạn chia sẻ cho nhiều người để cho mọi người sẽ có thể giải quyết được vấn đề của họ và giải đáp được những cái thắc mắc về lý do tại sao mình không gặp may mắn trong cuộc đời, rồi lý do tại sao mà mình lại thường xuyên gặp những trắc trở và những người xung quanh của mình từ đây cho đến gặp những cái vấn đề về tâm lý và hành vi, và mình có trách nhiệm gì trong cái việc hỗ trợ những người xung quanh để giải quyết được vấn đề đó, thì mình nghĩ rằng là mỗi người sẽ có con đường riêng, có những mong muốn riêng. Chúc tất cả các bạn sẽ đạt được kết quả tốt trong quá trình giải nghiệp, và mình tin rằng là tất cả chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một cái kỷ nguyên mới mà nó tốt hơn. Việc phát triển tâm linh sẽ giúp cho tinh thần của các bạn tốt hơn, và các bạn sẽ làm được nhiều cái sứ mệnh của chính các bạn, đóng góp cho đất nước và đóng góp cho gia đình của các bạn ở trong tương lai, để ngăn chặn hết tất cả những cái nghiệp quả xấu hoặc là tháo gỡ hết, để tất cả chúng ta ở những năm về sau đều hạnh phúc trong hòa bình. Biết ơn tất cả các bạn đã ngồi nghe cái video này đến giờ này. Rất là mong nhận được những cái hỏi đáp của các bạn ở dưới comment. Và biết ơn đội hỗ trợ tâm linh, Chúa và vũ trụ đã hướng dẫn cho mình để mình có thể quyết định và quyết tâm thực hiện cái bài chia sẻ về cái giải nghiệp gia đình này. Biết ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nha.